Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý có trong chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022. Quyền quỹ Cần Chuột tổ chức sơ kết công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Gần 390 tổ chức cá nhân đăng ký bán hơn 5.900 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Tin thế giới, số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh tại châu Á. Chiều nay ngày 17 tháng 8, Quyền quỹ Cần Chuột tổ chức hội nghị sơ kết công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải đến dự. Huyện Cần Chuột được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 94 dự án khu cụm công nghiệp, đô thị dân cư, tái định cư, thương mại và dịch vụ, nghỉ trang, với diện tích hơn 5.800 ha và 11 công trình trọng điểm của Trung ương, tỉnh, huyện, với diện tích 634 ha. Đến nay, huyện đã giải phóng mặt bằng đối với 608 hộ cá nhân và 3 tổ chức, diện tích hơn 109 ha, với số tiền hơn 1.182 tỷ đồng. Lũy kế đã giải phóng mặt bằng hơn 2.248 ha đất sạch, bàn giao chủ đầu tư. Huyện cũng đã tiếp nhận thêm 7 nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động. Lũy kế đã có 408 nhà đầu tư vào hoạt động trong khu cụm công nghiệp. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải yêu cầu huyện Cần Chuột tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Trong đó, ưu tiên việc bồi thường hỗ trợ tái định cư là trước hết, sau đó mới tính đến việc giải phóng mặt bằng. Việc tái định cư phải đảm bảo nguyên tắc nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ. Bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và cấp xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc đối thoại với người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân và giải quyết ngay từ cơ sở những vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Tại hội nghị, ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 19 tập thể, 25 cá nhân có thành tích tốt trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện và tri ân lãnh đạo tỉnh, các sở ngành đã hỗ trợ huyện trong thời gian qua. Thưa quý vị, để rõ hơn thành tích của quân và dân Cần Đước, Cần Chuột trong kháng chiến chống đế quốc xâm lược, cũng như xác định ngày chiến thắng để tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, sáng nay, Ban Thường vụ Quyền ủy Cần Đước phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo xác định thời gian chiến thắng giành đai diệt Mỹ rạch kiến. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Hoàng Đình Cán, Bí thư Quyền ủy Cần Đước Nguyễn Giang Đát chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích làm rõ hơn và phản ánh khá toàn diện sâu sắc về chiến thắng giành đai diệt Mỹ rạch kiến, cho thấy sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật chiến tranh nhân dân và hoàn cảnh cụ thể ở vùng đồng bằng Nam Bộ, dựa vào nhân dân để hình thành thế trận bao vây, tiêu diệt sinh lực địch, qua đó thể hiện ý chí và sáng tạo của đảng bộ và quân dân địa phương, vận dụng linh hoạt quan điểm, toàn dân đánh giặc, tư tưởng chiến lược tấn công và làm chủ của quân và dân miền Nam trong cuộc đương đầu với đội quân xâm lược mạnh nhất, hiện đại nhất của chủ nghĩa đế quốc. Chiến công tại giành đai diệt Mỹ rạch kiến góp phần làm sụp đổ kế hoạch chiến tranh cục bộ của Mỹ ngụy trên chiến trường Long An. Hội thảo đã chọn thời gian vào cuối tháng 4 năm 1970, lúc Mỹ rút khỏi rạch kiến, là ngày chiến thắng giành đai, thể hiện sự thất bại rõ ràng của đế quốc trên chiến trường. Đồng thời, thời gian này cũng gắn với trận thắng đầu tiên của bộ đội địa phương C-315 và du kích Long Sơn đánh đồng Long Sơn vào ngày 20 tháng 4 năm 1961. Ngày 20 tháng 4 năm 1975, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tiểu đoàn 1 Long An và trung đoàn 88 vượt sông Dàm Cỏ Đông sang địa bàn Tân Trạch, Phước Tuy, cùng đoàn 232 tấn công vào Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sáng nay, huyện Cần Đước tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Văn Nọ, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân, 77 năm chiến đấu và trưởng thành với nhiều chiến công xuất sắc. Trong những năm qua, lực lượng Công an huyện Cần Đước hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trật tự xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo, tội phạm hình sự được kéo giảm 15%,
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, nhất là hoàn thành cơ bản dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, phục vụ yêu cầu quản lý xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa sâu rộng với những mô hình thiết thực được Công an tỉnh nhân rộng. Với những thành tích đạt được, Công an huyện Cần Đức được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại buổi gặp mặt, Công an tỉnh trao kỷ niệm chương của Bộ Công an cho 19 cá nhân, trao bằng khen của Công an tỉnh cho cán bộ và nhân dân xã Phước Dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ủy ban nhân dân huyện trao giấy khen cho một tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị, tại huyện Tân Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đại tá Trần Văn Trai hôm nay đã chủ trì chỉ đạo huyện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Để chủ động ứng phó và xử trí kịp thời khi có tình huống, các tình huống diễn tập được thực hiện chặt chẽ ở các bước từ việc triệu tập các cuộc họp khẩn trương của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy, ban chỉ huy thống nhất huyện, đảng ủy quân sự huyện để chuyển lực lượng chủ trang huyện lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường, xử lý tình huống A2, lực lượng chủ trang huyện chuyển lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, cuối cùng là chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Trong diễn tập thực binh, các lực lượng chức năng triển khai các phương án xử trí tình huống linh hoạt, mềm dẻo. Sau một giờ đồng hồ đã giải quyết xong tình huống. Với tinh thần tích cực khẩn trương trách nhiệm, sau một buổi vận hành cơ chế và thực hành diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Hưng năm 2022 đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đặt ra, được Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá cao. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đức Huệ hôm nay đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ 17 năm 2022. Đây là đơn vị được chọn làm điểm thực hiện phong trào trên địa bàn huyện trong năm 2022. Hàng năm, đơn vị tích cực phối hợp tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nêu cao trách nhiệm đối với công tác xây dựng phong trào, đẩy mạnh thực hiện mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong cơ quan, áp dụng hệ thống camera giám sát an ninh và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ tài sản, phối hợp lực lượng công an tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. Trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ phòng chống dịch COVID-19, Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã tham mưu hỗ trợ cấp tiền trợ cấp cho trên 8.900 người lao động với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Tiếp nhận 110 tấn gạo và 200 triệu đồng từ nguồn chính phủ và đoàn thể trung ương hỗ trợ. Phối hợp các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và các xã thị trấn, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 trên 10 tỷ đồng. Dịp này, tập thể Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Thời gian qua, Sở Công Thương phối hợp Bưu điện tỉnh và các đơn vị hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá hình ảnh phát triển sản phẩm và nhận diện thương hiệu trên sàn thương mại điện tử Postmark và Giỏ Sò. Kết quả, gần 390 tổ chức cá nhân với hơn 5.900 sản phẩm được đăng ký bán trên sàn. Để tăng lượng tiêu thụ hàng hóa nông sản của tỉnh, Sở Công Thương thường xuyên kết nối tiêu thụ với hệ thống phân phối như Coopmart, Go, Sang Hà, siêu thị Tứ Sơn, Sang Tiki, Boxmart, Giỏ Sò, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử. Hiện tại, phần mềm truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh đang được xây dựng nhằm chuyển đổi số trong hoạt động thương mại. Cùng với đó, việc hỗ trợ xúc tiến thương mại trên môi trường số cho các sản phẩm Made in Long An được tăng cường, duy trì giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, OCOP của tỉnh qua nhóm Zalo, Facebook, fanpage sản phẩm Long An. Trên sàn thương mại điện tử của tỉnh, http://justlongan.com có hơn 180 gian hàng đăng ký tham gia với hơn 480 sản phẩm trưng bày. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ đưa sản phẩm lên 6 sàn thương mại điện tử lớn trong nước và sàn thương mại điện tử xuất khẩu Alibaba. Từ đầu năm đến nay, ngành hỗ trợ khoảng 170 lượt doanh nghiệp tham gia kết nối giao thương, tư vấn xuất khẩu theo hình thức trực tuyến do Bộ Công Thương tổ chức tại Long An và các tỉnh thành. Đặc biệt, hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh với các doanh nghiệp nhà phân phối của các tỉnh thành trong cả nước, các doanh nghiệp trong khu cụm công nghiệp có đông công nhân,
góp phần quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị, nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Sở Công Thương Long An đã ban hành 15 kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Kinh tế thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm ngành công thương. Theo đó, đơn vị đã hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý các quy định về tự công bố sản phẩm và gửi bản cam kết an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý hoặc gửi các giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000 theo quy định của pháp luật. Đặc biệt để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và các đơn vị kinh doanh bán lẻ, Long An đã xây dựng những mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, sản phẩm sạch, đồng thời đẩy mạnh việc quảng bá, kết nối cung cầu hàng hóa giữa các địa phương lân cận. Song song với đó, Sở Công Thương cũng đã triển khai công tác kết nối tiêu thụ nông sản, kết nối cung cầu hàng hóa với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác, kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã với siêu thị, nhà hàng, bếp ăn tập thể, giới thiệu quảng bá sản phẩm tiêu biểu của tỉnh và các sản phẩm OCOP. Có thể khẳng định, công tác quản lý an toàn thực phẩm của tỉnh Long An trong thời gian qua đã triển khai thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của cơ quan cấp trên và bám sát với tình hình thực tiễn tại địa phương. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung Thu trên địa bàn tỉnh năm 2022. Kế hoạch nhằm kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu. Trong đó, mục tiêu cụ thể là hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc thanh tra kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những vi phạm về chất lượng và điều kiện vệ sinh an toàn trong sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, chú trọng vào các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật, thanh tra kiểm tra đúng tiến độ, báo cáo đúng thời gian, theo sự chỉ đạo thống nhất của Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm. Trong quá trình thanh tra kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đẩy mạnh hoạt động truyền thông với sự tham gia của các ban ngành đoàn thể để phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản sản phẩm thực phẩm đến người dân. Thời gian qua, thị xã Kiến Tường có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, giúp ngành nông nghiệp tại địa phương có những chuyển biến tích cực về thay đổi giống cây trồng, vật nuôi. Trong đó có một số mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, giúp nhiều bà con nông dân có thêm nguồn thu nhập. Tốt nghiệp ngành công nghệ ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng anh Nguyễn Minh Đoàn lại quyết định về lại quê hương lập nghiệp. Bỏ ra thời gian mài mò học hỏi, anh Đoàn quyết định gắn bó với con ốc bưu đen. Chọn ốc bưu đen nuôi bán giống để ốc sinh sản, anh Đoàn phải chuẩn bị nhiều khâu quan trọng như lấy trứng, chuẩn bị nơi cho ốc sinh sản, chọn thức ăn phù hợp với ốc giống. Cái quá trình của nó thì bắt đầu là từ con ốc nhỏ, mình sẽ nuôi tầm 6 tháng thành con ốc đẻ. Rồi sau đó là mình có thể là mình nhân giống ra mình nuôi tiếp, hoặc là mình bán ốc thương phẩm, hoặc là mình cũng có thể là mình chừa lại một số mình nhân giống, rồi một số mình bán thương phẩm để mà mình có cái nguồn giống mình nuôi tiếp tục. Nuôi cho đến bây giờ là nó cũng đã trưởng thành con ốc lớn rồi, nhưng mà nó đẻ thì nói chung là trứng là giao lại cho thằng Đoàn để nó phân phối cho nơi khác để người ta tiếp tục nó nuôi. Còn riêng thì tôi thì cũng có thu nhập nhưng mà nó cũng được. Đó là của đó là cũng làm là cái kinh tế phụ cho gia đình. Lấy trứng thì nhẹ nhàng, sáng đi lấy chừng tầm tiếng rưỡi đồng hồ là xong. Đến nay, khu vực nuôi của anh Đoàn có trên 20.000 con ốc sinh sản, 4 ao nuôi tự nhiên và trên 6 bể bạc nuôi ốc giống. Trứng ốc cho thu hoạch đều đặn mỗi ngày từ 2 đến 4 kg. Giá ốc giống dao động từ 800.000 đến 1 triệu tư một kg. Nguồn ốc giống được anh Đoàn cung cấp cho nhiều bà con nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trong cả nước. Khó khăn lớn nhất thì ở khu vực Long An thì mình thấy là cái nguồn nước. Tại vì ở khu vực này thì phèn nó nhiều. Nên cái khâu chuẩn bị như là cải tạo nước, xử lý nước, rồi cải tạo môi trường thì nó cần phải chuẩn bị kỹ trước khi mà mình thả con ốc xuống. Định hướng sắp tới thì có thể là mình sẽ mở rộng ra thêm, tại vì ao thì vẫn còn. Mình sẽ mở rộng ra thêm và khi mà ốc ổn định thì mình sẽ làm theo những cái hướng khác nữa về bên nông nghiệp. Em Đoàn đây cũng đã thực hiện cái mô hình
để nuôi ốc bươu đen, nuôi giống để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Thì trong thời gian qua thì em cũng đã làm ăn cũng có hiệu quả, cũng đã tạo việc làm cho một số anh em ở vòng vòng xung quanh cái Tiên Thạnh và cái xã bạn. Sắp tới đây mình sẽ nhân rộng ra để cho cái em đoàn sẽ hỗ trợ như là bà con mình về con giống và kỹ thuật để bà con nông dân mình có cái thu nhập tăng thêm. Thành công với mô hình nuôi ốc bươu đen giống của anh thanh niên trẻ Nguyễn Minh Đoàn đã mở ra cách làm mới, giúp đa dạng giống vật nuôi, từng bước thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ bởi tinh thần khởi nghiệp từ nhiều bạn trẻ, giúp đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi trong thời gian tới tại địa phương. Những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay: bệnh nhân mắc COVID-19 tăng nhanh trở lại. Tin thế giới, số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh tại châu Á. Thưa quý vị, tại Long An, theo số liệu từ ngành y tế, tình hình ca bệnh COVID-19 trong tỉnh tuần qua, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 8 phát sinh 18 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 6 ca so với tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca đang điều trị tăng 14 ca, trong đó thở máy giảm 1 ca, thở oxy tăng 11 ca và có triệu chứng tăng 3 ca. Cụ thể, số ca bệnh COVID-19 hiện đang điều trị theo tầng là 27 ca, gồm 18 ca tầng 2 và 9 ca tầng 3. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 48.800 ca mắc. Riêng tuần qua, các địa phương có số ca mắc mới là Cần Đước 6 ca, Tân An 2 ca, Châu Thành 2 ca, Thạnh Hóa 2 ca, Tân Thạnh 2 ca, Thủ Thừa 1 ca, Bến Lức Cần Giuộc và Đức Hòa 1 ca. 6 huyện thị còn lại không ghi nhận ca mắc mới trong tuần. Về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, tổng số mũi tiêm được tính đến giữa tháng 8 là hơn 4,6 triệu liều, trong đó mũi 1, mũi 2 đạt 100%, mũi bổ sung đạt gần 96%, mũi nhắc lại lần 1 đạt gần 98%, mũi nhắc lần 2 đạt 82%. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tiêm mũi 1, mũi 2 đạt 100%, mũi nhắc đạt hơn 63%. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 1 đạt gần 94%, mũi 2 đạt hơn 72%. Trung ương có quyết định phân bổ vaccine đợt 161 và 162 với số lượng hơn 191.800 liều Pfizer người lớn và 25.100 liều Pfizer trẻ em. Theo đó, tỉnh phân bổ cho các đơn vị tiếp tục tiêm mũi 3 nhắc cho người từ 12 đến 17 tuổi, tiêm mũi nhắc lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và trẻ em 5 đến 11 tuổi trong tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị, là một trong 6 tỉnh thành được dự án tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng chống HIV FX tài trợ, tiến tới mục tiêu 95-95-95 vào năm 2030. Long An đang tập trung nhiều giải pháp để tìm ra người nhiễm HIV đưa vào điều trị ARV để thực hiện đạt mục tiêu này. Từ năm 2018 đến nay, dự án FX đã giúp cho khoảng trên 88% người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh biết được tình trạng của mình. Khoảng 93% bệnh nhân đã tiếp cận và được điều trị ARV và hơn 98% người điều trị bằng thuốc ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện. Với các mô hình sáng kiến mới như cấp test tự xét nghiệm, đáp ứng y tế công cộng, trang web tự xét nghiệm, xây dựng mạng lưới đồng đảng viên mà Long An đang triển khai thực hiện được Cục Phòng chống HIVS đánh giá rất cao và rất quan trọng để tiến tới kết thúc dịch S vào năm 2030. Dự án APEC là một trong hai dự án lớn của chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam và sử dụng nguồn tài trợ của PEPFAR. Dự án thì tập trung vào cung cấp các cái dịch vụ liên quan đến người bệnh nhiều. Thứ nhất là về xét nghiệm, về điều trị và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm. Và đây là một cái nguồn kinh phí rất là quan trọng để cùng với Chính phủ Việt Nam thực hiện các mục tiêu 95-95-95 và tiến tới là kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Chúng tôi đánh giá rất cao các cái hoạt động đang triển khai tại Long An và đã đạt được các cái chỉ tiêu rất là quan trọng. Để thực hiện mục tiêu 95-95-95 và kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030, Long An đang tập trung vào những giải pháp chính như phát hiện ra người nhiễm HIV mới và điều trị sớm, để giúp họ đạt tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện, ngăn ngừa lây nhiễm HIV ra cộng đồng, mở rộng hệ thống điều trị ARV,
giảm kỳ thị trong cộng đồng với người nhiễm HIV nói chung và nhóm MSM nói riêng. Nếu mà qua cái mục tiêu này thì nếu mà chúng ta mà thực hiện sớm thì sắp tới đó là coi như là chúng ta cắt được cái nguồn lây HIV từ những cái bệnh nhân ra cộng đồng. Thì khi đó là cái người mà nhiễm HIV không phải là lo sợ là giống như cái chết đã được báo trước như trước đây, mà họ có thể trở thành một người khỏe mạnh bình thường, rồi lập gia đình, sinh con, đẻ cái bình thường nếu như họ phát hiện HIV và được điều trị sớm. Hy vọng trong thời gian tới, Long An sẽ được dự án FX tiếp tục hỗ trợ để tỉnh có thể mở rộng đối tượng hưởng lợi, hỗ trợ cho những người chưa thuộc đối tượng trong dự án, đồng thời để các đơn vị có hoạt động điều trị đều được hỗ trợ nhằm tăng hiệu quả hoạt động điều trị HIV và giảm thiểu số người nhiễm HIV trên địa bàn. Thưa quý vị, sáng nay tại huyện Cần Đức, người mẹ có tiền sử bệnh tâm thần ôm con gái 3 tuổi nhảy cầu kênh nước mặn. Thi thể hai mẹ con được tìm thấy ở đoạn sông gần đó. Theo thông tin ban đầu, người dân đi qua cầu kênh nước mặn xã Phước Đông nhìn thấy người phụ nữ ôm bé gái đứng ở thành cầu, sau đó bất ngờ nhảy xuống sông. Lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể cả mẹ và bé, bàn giao cho gia đình đưa về mai táng. Được biết, chồng chị quê ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây, chị dắt con về sinh sống ở xã Phước Đông, Cần Đức. Hiện vụ việc đang được xác minh, điều tra làm rõ. Công an tỉnh Long An đã báo cáo Bộ Công an và ngành chức năng xem xét giải quyết các chế độ chính sách cho Đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Đại úy Khôi, 34 tuổi, cán bộ công an phường 5, là người bị tai nạn giao thông tử vong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường vụ tai nạn khác xảy ra vào tối ngày 14 tháng 8 tại cầu Tân An. Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, Đại úy Khôi không qua khỏi và đã qua đời ngày 16 tháng 8. Công an tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết các chế độ chính sách cho Đại úy Khôi theo quy định, trong đó có việc đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ cho đồng chí.